Sau đây em sẽ trình bày bài hát Tóc Gió Thôi Bay. Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vời vợi. Sầm sầm giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi. Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa, còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng. Thuyền xưa xuôi dòng, người xưa đã có chồng, buồn vui những tháng năm bên người yêu dấu. Tóc gió thôi bay những ngày thơ, tình em đó hoa hồng lặng lẽ thơ ngây bên vườn. Tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi. Tình em như sóng xô, tình em như gió cao, dạt trôi đến bên bờ có người mong nhớ. Hạnh phúc đợi chờ, tình yêu dấu chia lìa, dù xa nhau đóa hoa xưa vẫn cài trên mái tóc. Tóc gió thôi bay những chiều mưa. Giọng em cũng là một giọng nữ ở mức trung bình. Cái bài hát này thì thể hiện cảm xúc của em cũng ở mức trung bình. Em thật ra anh thấy là vẫn còn thiếu rất là nhiều thứ trong giọng hát, cũng giống như là anh nhận xét một bạn trước đây, để có thể nâng cái bài hát này lên được hay hơn nữa. Ví dụ như là cái một số đoạn em hát bị sai cao độ, cũng như là những đoạn lấy hơi không đủ. Cảm ơn ạ. Nhưng mà em có một cái em biết là mỗi lần em hát em biết đưa micro ra xa hoặc là lại gần để chỉnh cái gọi là cái fade in fade out effect, nhưng mà việc em lạm dụng cái việc đó quá thì lại không được đẹp mắt cho lắm. Đó là cái chị góp ý về phong cách biểu diễn của em. Anh thấy em có vẻ hơi run khi hát bài hát này. Dạ vâng, em rất là run ạ. Tại vì đây là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu một mình ạ. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu một mình hả? Anh nghĩ rằng yếu tố may mắn là yếu tố góp phần lớn cho việc em vào được vòng trong hay không? Cảm ơn rất nhiều ạ.